Chào mừng các bạn đã quay trở lại với TPS và mình là Tony Phùng đây. Đây, Bose Quiet Comfort Earbud 2. Có thể nói là QC Earbud 2 đi cho nó gọn nha các bạn nhé. Thì đây là chiếc tai nghe True Wireless chống ồn tốt nhất trên thế giới thời điểm hiện tại mà Bose có chia sẻ với mình, nó là như thế. Và mình cũng hơi nghi ngờ một chút xíu khi chưa trải nghiệm chiếc tai nghe này, bởi vì trước đây một vài những cái tên khác nó làm quá tốt ở cái tầm giá loanh quanh dưới 10 triệu chính hãng thị trường Việt Nam. Nhưng cho đến khi mình cầm trên tay, mình đeo nó lên tai và mình trải nghiệm khoảng hơn một tuần trước khi mình làm cái video đánh giá này, thì với rất nhiều những cái thứ thay đổi, hộp sạc này, chất âm này, sự cải tiến về mặt housing này và rất nhiều những công nghệ được trang bị phía bên trong, thì không còn nghi ngờ gì nữa. Đây đang là chiếc tai nghe True Wireless chống ồn tốt nhất ở thời điểm hiện tại, và nó mang lại một chất âm thực sự là cực kỳ ấn tượng trong tầm giá của nó tại thị trường Việt Nam. Không để các bạn đợi nữa, đánh giá kỹ hơn ngay sau intro nhé. Let's go. Đầu tiên hãy nói về thiết kế phía bên ngoài đi. Thì cái hộp đựng của chúng ta khá là nhỏ gọn và nó được làm bằng cái kiểu nhựa nó nhám nhám một chút xíu á. Vân tay các thứ và mồ hôi các kiểu thì nó bám lên rất là nhiều, nhưng các bạn có thể vệ sinh một cách rất là nhanh. Và cái kiểu làm như thế này này thì nó sẽ bền bỉ sau một khoảng thời gian dài các bạn sử dụng. Cho dù là chẳng may có xước sát đi một chút xíu thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Nó không kiểu nhìn quá xuống sắc và nó không kiểu nhìn quá ghê kiểu như kiểu làm bóng ấy, nên là thực sự cái này nó rất là bền bỉ với thời gian và mình thích cái điều đó. Tuy nhiên thì cái bản lề này mình thấy nó chưa được dứt khoát cho lắm. Ví dụ mình đẩy ra như này đấy, nó vẫn có cái độ dơ đấy, nó không được đẩy hẳn ra. Nhưng mà như vậy thì mình nghĩ là sau một khoảng thời gian dài thì nó vẫn bền, chắc là bầu tối ưu cho cái độ bền của cái mẫu tai nghe này. Em tai nghe này thì vẫn có cái kiểu dáng hình bầu dục tương tự như là cái thế hệ đầu tiên. Thế nhưng mà cái thiết kế đã được tối ưu lại, nó chỉ bằng có khoảng 2/3. Và cái trọng lượng thì nó nhẹ hơn khá để mang lại cái cảm giác đeo thích tai hơn. Nếu anh em mà chưa biết thì cái chỗ chân sạc của cái housing này cũng được mạ vàng luôn, để đảm bảo các bạn dùng trong một khoảng thời gian dài cũng không bao giờ phải lo lắng đến việc nó bị giảm đi cái tiếp xúc ở cái phần sạc. Tai nghe Bose Quiet Comfort Earbud 2 thì đã được vượt qua cái thử nghiệm IP4, tức là chúng sẽ được bảo vệ khỏi mồ hôi và nước bắn từ mọi góc độ. Thế nên là anh em mang đi tập các thứ thì cũng better nhà, không bao giờ phải lo. Tuy nhiên thì không nên để cái bề ngoài của hộp đựng tiếp xúc với nước, bởi vì cái hộp này của chúng ta thì không có tính năng kháng nước, các bạn lưu ý nha. Cái điểm cộng chính là ngoài 3 cái đệm tai đi kèm thì em này còn có thêm 3 cái cặp đai cố định với cái kích thước khác nhau nhằm đảm bảo cái độ vừa vặn với khoang tai, để mà cái khả năng chống ồn gọi là thụ động ấy được hiệu quả nhất. Kết hợp với cái tính năng chống ồn chủ động thì nó sẽ giúp các bạn có một cái trải nghiệm tốt hơn. Bên cạnh đó thì khi mà đeo thì nó cũng sẽ giúp cố định và thoải mái hơn rất là nhiều. Và các bạn cũng có thể kiểm tra cái độ vừa vặn trên ứng dụng Bose Music để chắc chắn là các bạn đã chọn đúng cái kích cỡ tối ưu nhất. Mỗi bên tai thì nó sẽ còn tích hợp 4 cái micro đàm thoại và lọc bỏ tiếng ồn xung quanh để mà tập trung cái giọng nói của các bạn và được truyền tải cái cuộc trò chuyện một cách là rõ ràng nhất. Và cụ thể thì nó sẽ gồm 1 cái micro bên trong và 3 cái micro bên ngoài để mà cảm nhận, đo lường cũng như là gửi cái tiếng ồn không mong muốn đến một cái chip điện tử có thể nói là độc quyền và xử lý nó bằng thuật toán xử lý độc quyền. Và theo như mình tìm hiểu được thì Bose Quiet Comfort 2 sử dụng cái chip Qualcomm S5 Sound Platform. Thì đây là cái con chip audio có thể nói là đầu bảng của Qualcomm ở thời điểm tại. Về mặt kỹ thuật thì Quiet Comfort Earbud 2 có khả năng phát âm thanh 16 bit ở 44.1 kHz và với cái codec gọi là aptX Lossless. Và Bose sẽ hứa hẹn để sẽ sớm cập nhật cái codec Qualcomm aptX Lossless và aptX Adaptive cho mẫu tai nghe này để mà nâng cao chất lượng âm thanh. Và dự kiến thì nó sẽ được cập nhật vào khoảng đầu năm 2023, tức là ở thời điểm hiện tại. Khi mình đánh giá về con tai nghe này thì những tính năng liên quan đến chống ồn và chất âm của nó còn chưa phát huy hết sức mạnh của nó đâu. Nên là có thể trong một khoảng thời gian dài sắp tới, khi nó được cập nhật những cái tính năng mới thì mình sẽ làm lại một cái video nữa. Và anh em đợi nhé. Ok, và đương nhiên với em tai nghe này thì điều khiển nó sẽ bằng thao tác chạm cảm ứng mà Bose gọi là Simple Touch, chạm mọi thứ cực kỳ tiện luôn. Ví dụ như chuyển bài được này, play pause không nói làm gì, gọi trợ lý ảo, thậm chí là điều chỉnh âm lượng bằng cách vuốt lên vuốt xuống, khá hay ho luôn các bạn. Bây giờ đến một trong những thứ tạo nên cái giá trị và sự khác biệt của em Bose Quiet Comfort Earbud 2 này. Đó là những cái công nghệ phía bên trong và cái quan trọng nhất là cá nhân hóa về trải nghiệm âm thanh. Ở Bose Quiet Comfort Earbud 2 ấy, thì nó có một cái công nghệ nó gọi là Custom Tune tự động. Và nó sẽ tự động điều chỉnh âm thanh theo hình dáng tai độc nhất của mỗi người, giúp tái tạo âm thanh tối ưu cho mỗi người đeo. Và cách thức hoạt động nó sẽ như thế nào?
khi mà các bạn vừa mới đeo lên thì mỗi bên tai nghe sẽ phát ra âm thanh để xác định cái đặc điểm ống tai của bạn, và âm thanh đó sẽ được phản hồi lại cũng như sẽ được thu nhận bởi micro tích hợp, và sau đó tai nghe sẽ tối ưu hóa âm thanh và khả năng khử tiếng ồn cho phù hợp nhất với bạn. Tức là nếu như các bạn mà đeo cái mẫu tai nghe này lên đó thì không nói nhiều, em tai nghe này sẽ có những cái tính năng để mà tối ưu cho cái trải nghiệm âm thanh của bạn trở nên tốt hơn rất là nhiều. Và để nói cho dễ hiểu thì hốc tai của bạn như thế nào chăng nữa, cái trải nghiệm âm thanh trên mẫu tai nghe này cũng sẽ đều cực kỳ là tuyệt vời luôn. Cái hay nó là như thế các bạn. Và khi các bạn cần lắng nghe môi trường xung quanh thì chúng ta sẽ bật sang chế độ gọi là nhận biết. Cái này nó gọi là aware. Nó cũng giống như kiểu cái chế độ transparency, tức là kiểu chế độ xuyên âm trên những mẫu tai nghe khác mà các bạn cũng đã quen thuộc rồi ấy. Nhưng mà cái hay là khi có những cái tiếng ồn quá lớn thì nó sẽ có một cái công nghệ gọi là active sense ở chế độ aware này, để giúp có thể loại bỏ được những cái tiếng ồn đó hoặc là giảm cái mức âm lượng xuống, để giúp các bạn không bị chói tai và không bị khó chịu bởi những cái tiếng ồn quá lớn đột xuất phát ra là như vậy. Tức là khi các bạn đeo cái này lên mở aware, chúng ta vẫn nghe được tiếng xung quanh một cách rất là tốt, vẫn nghe được giọng của mình một cách rất là tốt, nhưng chẳng may có những thứ gì đó quá lớn, quá giật mình khiến cho các bạn khó chịu thì nó sẽ xử lý luôn. Hay chưa? Tuyệt vời luôn các bạn. Cái này vô cùng hữu ích khi ở những nơi như là ngoài đường hay ngoài tàu xe. Nó có tới 10 mức chống ồn để các bạn lựa chọn, và các bạn có thể lưu được tối đa 3 chế độ khác nhau, và đương nhiên là không tính chế độ yên tĩnh là quiet mặc định rồi. Tức là chúng ta sẽ có thể tùy biến rất nhiều thứ. Và Bose Quiet Comfort Earbuds 2 sẽ dùng cái công nghệ đấy là Bluetooth 5.3 xịn nhất bây giờ, ngon nhất bây giờ, để đảm bảo một cái kết nối mạnh mẽ liên tục trong cái phạm vi lên tới 9m với thiết bị đã được ghép đôi và cái độ trễ gần như là bằng không. Cái độ trễ gần như bằng không nó là một cái thứ gì đấy rất là quen thuộc của những cái mẫu tai nghe sử dụng chip đến từ nhà Qualcomm rồi, nên cái điều này nói chung là cũng sẽ rất là dễ hiểu trên một mẫu tai nghe cao cấp là như vậy. Và thậm chí nó có thể ghi được tối đa 6 thiết bị đã được kết nối đến gần nhất để mà dễ dàng hoán đổi. Và đương nhiên chúng ta cũng có thể tùy chỉnh được EQ ở phía bên trong cái phần mềm Bose Music để giúp các bạn có thể tùy biến được chất âm theo cái ý thích của bạn một cách tốt hơn. Còn bây giờ để nói về chất âm này thì chưa bao giờ mình phải nghi ngờ, chưa bao giờ mình phải suy nghĩ một chút xíu nào liên quan đến chất âm của những mẫu tai nghe Bose các bạn ạ. Thật sự là cái em Bose Quiet Comfort Earbuds 2 này mang lại cái trải nghiệm âm thanh nó quá sướng đi. Âm bass rất là to, chắc nịch. Và nếu bạn cảm thấy vẫn chưa đủ sướng thì chúng ta còn có thể bật được thêm bass boost nó lên. Còn đương nhiên các bạn muốn giảm bass thì cũng có thể vào Bose Music để mà giảm bớt nó lại cho nó nhẹ nhàng hơn, cho đơn giản hơn. Và cái hay á là cho dù bass rất chắc, rất tròn, nghe rất sướng, nhưng mà cái phần mid thì nó không hề bị tối đi một chút xíu nào cả, không hề bị lùi xuống một chút xíu nào cả. Nghe vẫn rõ ràng, tách bạch, và cái quan trọng nghe giọng hát của ca sĩ vẫn cực kỳ là sướng tai luôn. Nghe nó trong trẻo, và thực sự nếu như so sánh với một vài những đối thủ trong cái tầm giá khoảng 7 triệu của con này tại thị trường Việt Nam thì chất âm cá nhân mình đánh giá nó tốt hơn rất nhiều với cái giải mid này luôn. Và đương nhiên trap thể hiện chi tiết thì nó vẫn rất là rõ ràng, những tiếng nhạc cụ rất là tách bạch, chia theo từng lớp layer rất là ok, và các bạn có thể cảm nhận được không gian âm thanh mà cái mẫu tai nghe này tái tạo lại là thực sự là cực kỳ tốt luôn. Nói chung á, Bose chưa bao giờ mình suy nghĩ một chút xíu nào liên quan đến chất âm, cho dù là loa và bây giờ là tai nghe. Và nói chung á, về cái chất âm có thể nói là cực kỳ tốt của Bose Quiet Comfort Earbuds 2 như thế này thì nhạc nào nó cũng nhảy, nhạc vàng, nhạc đỏ, nhạc trẻ, cần hết. Các bạn thấy sao? Về thời lượng pin thì khi mà sử dụng độc lập thì em này được khoảng 6 tiếng, và khi kết hợp với hộp sạc thì được thêm 18 tiếng nữa, tức là tổng các bạn có 24 tiếng. Và các bạn cũng chỉ mất có khoảng 20 phút, khi mà sạc thì chúng ta sẽ có khoảng 2 giờ nghe nhạc và mất khoảng 3 giờ để mà sạc đầy full cho cả tai nghe bên trong lẫn cả cái hộp sạc bên ngoài như thế này. Thì cá nhân mình giá thì dùng bét nhè lắm, các bạn không phải lo lắng quá nhiều về thời lượng pin, 6 tiếng liên tục là cực kỳ ok rồi. Mà nếu như trong quá trình lâu các bạn không sử dụng thì nó còn có tính năng tự ngắt để đảm bảo cho cái thời lượng pin của nó trở nên tốt hơn. Nó cũng là một cái điểm cộng và các bạn có thể tham khảo cái yếu tố này. Tóm lại, những thứ mà mình thích trên Bose Quiet Comfort Earbuds 2 đó là gì? Thiết kế rất là hiện đại, nhỏ gọn, cái cảm giác đeo lên tai cực kỳ tốt, và nó có những cái phần đai để giúp các bạn có thể đeo và hốc tai một cách chắc chắn hơn, đảm bảo cái chất lượng âm thanh cũng như đảm bảo cái chất lượng chống ồn trở nên tốt hơn. Mà quan trọng, nó sẽ phù hợp với rất nhiều cái kiểu hốc tai khác nhau. Khả năng chống ồn thì mình chỉ có thể nói một điều, đấy là đỉnh cao mà thôi, nó cực kỳ ok. Và thậm chí những cái môi trường cho dù là tiếng ồn nhiều như nào nó cũng sẽ khử cho bằng hết. Thực sự chống ồn quá ổn luôn. Nó còn có cả công nghệ lọc tạp âm này, rất là ok này, có cái độ trễ gần như bằng không này, và cái thao tác phản hồi khi mà chạm cảm ứng điều khiển
nó phản hồi một cách cực kỳ nhanh, có thể nói là như tức thì luôn. Tuy nhiên thì một vài những cái điểm mình chưa thích cho lắm, ví dụ như bản lề như thế này, mình muốn nó phải xịn hơn một tí xíu nữa. Như thế này cũng khá là xịn rồi, nhưng mà khi mở ra này, mình muốn nó phải dứt khoát hơn, tẹo. Cái này cũng chỉ là một cái nhỏ thôi, nhưng mà mình yêu cầu nó tốt hơn, chừng mỗi tai nghe đắt tiền như thế này. Và mình cũng mong muốn là trên cái ứng dụng Bow Music ấy, thì có thể hiển thị được thêm cái dung lượng pin còn lại của cái hộp sạc, để mình biết nó còn bao nhiêu và mình sẽ chủ động trong việc mình sạc hơn. Cũng như là lâu lâu thì trên cái ứng dụng Bow Music ấy, nó sẽ báo là không tìm thấy cũng như là không phát hiện ra cái tai nghe, cho dù cái tai nghe đấy vẫn đang kết nối về điện thoại và vẫn đang phát nhạc một cách bình thường. Mình nghĩ cái này sẽ có thể update thông qua một cái bản cập nhật nào đó và fix nó một cái rất là dễ dàng thôi. Mẫu tai nghe này mới ra nên những cái lỗi vặt như thế này mình chấp nhận được, và quan trọng là cái trải nghiệm tổng thể cũng như là chất âm của nó mang lại là cực kỳ hài lòng luôn. Vậy các bạn nghĩ sao về mẫu tai nghe này, về em Bose Quiet Comfort Earbuds 2 này? Hãy để lại ý kiến ở comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.